Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn một mẫu xe 5 chỗ trong khoảng giá chỉ có 700 một chút thôi. Anh chị và các bạn có thể sở hữu ngay một chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Luxury, sản xuất năm 2021. Xe có ngoại thất là màu xanh, nội thất ghế da màu đen, trang bị hệ thống đèn bi chiếu sáng, điều chỉnh góc chiếu cũng như là có trang bị hệ thống cảm biến trước sau. Những tính năng an toàn tiện nghi option của chiếc xe anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá ngay sau đây cùng em. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Bảo Châu Auto, địa chỉ đơn vị là số 388 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Xe luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục, xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Về hệ thống mâm của chiếc xe trang bị cho anh chị và các bạn là mâm hợp kim với kích thước mâm là 19 inch và có trang bị một dàn nốt liền đời, sản xuất năm 2021 cho anh chị và các bạn nhé. Để thông tin hiện trạng thực tế của chiếc xe thì em sẽ quay chi tiết tận cảnh cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Với những cái phần như là hệ thống má phanh của chiếc xe, đấy, rồi là những cái phần bố phanh chi tiết anh chị và các bạn có thể nhìn được qua. Và dọc thân xe đây là những cái chi tiết về hệ thống sơn si thân xe, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, những đường led chi tiết về hệ thống mặt gương to bản giúp anh chị và các bạn có thể dễ dàng quan sát phía sau một cách dễ dàng. Tính năng thì có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống mở cửa thông minh, cánh lái và cánh phụ. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ mang lại những tính năng an toàn hữu ích cho người dùng về hệ thống như an toàn cảm biến, rồi là hệ thống cam lùi để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể tự tin khi lùi xe, cũng như là đảm bảo an toàn cho người phía sau. Đây là những hiện trạng thực tế của phía sau của chiếc xe anh chị nhé. Những đường nét chi tiết về không gian cốp của chiếc xe đã sử dụng là hệ thống cốp điện rồi anh chị ạ. Đây là những cái chi tiết về keo chỉ cũng như là các đường đinh tán, hệ thống ốc ác của chiếc xe. Những đường nét để có thể nói lên được là phần đuôi này có bị đâm va hay không. Anh chị và các bạn có thể nhìn qua những cái chi tiết này để mình có thể đánh giá anh chị nhé. Rồi những cái phần nỉ cốp của chiếc xe cho ta thấy được là bác chủ bác đi không có chưa đồ lặn, nên nó vẫn còn giữ được độ đẹp. Lốp sơ cua của chiếc xe vẫn còn vạch sơn nguyên của nhà sản xuất, cùng với đó thì nó có cục trầm loa bâu, đồ nghề kích lốp tất cả các thứ vẫn còn đầy đủ. Hệ thống vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý của chiếc xe được trang bị đây anh chị đây. Đấy, những tiện nghi option của chiếc xe. Hiện trạng thực tế của chiếc xe khi nhìn từ phía sau, kiểu dáng của chiếc xe nó rất là thời trang, bắt mắt, ưa nhìn, cũng như là phù hợp cho anh chị và các bạn di chuyển trong phố với khối động cơ 2.0, mang lại cảm giác vừa đủ cũng như là cái tầm tiền của chiếc xe nó sẽ hợp lý hơn. Với những cái phiên bản khác nhau thì nó sẽ có các giá khác nhau anh chị nhé. Cùng là một đời nhưng mà nó sẽ khác nhau về cái tầm giá ở các phiên bản. Đây là những cái chi tiết về hệ thống táp ly cánh cửa, rồi phím bấm chức năng, hệ thống mở cửa. Và bên trong đây với những phần con ốc bản lề vẫn còn phẩy sơn của nhà sản xuất. Tất cả các chi tiết để anh chị và các bạn có thể biết là cánh cửa nó còn zin. Và những cái phần bậc lên xuống của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Ghế ngồi với hệ thống ghế da màu đen, viền chỉ cam cùng với hệ thống đục lỗ thông hơi, tạo cái sự thoải mái cũng như là nổi bật khi nhìn vào nội thất bên trong. Với hệ thống bệ tì tay có trang bị cho anh chị và các bạn chỗ ly để cốc, cũng như là một khay nhỏ để đồ. Và có cổng sạc USB. Hệ thống màn có trang bị cửa gió điều hòa trung tâm. Hệ thống cửa sổ trời cũng được trang bị đầy đủ. Không gian ngồi bên trong rộng rãi, thoải mái cho 3 người ngồi. Tiến tới không gian khoang lái của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua. Từ những phần cánh cửa, hệ thống keo chỉ và những cái phần chi tiết như là bệ tì tay, phím bấm chức năng. Đấy. Rồi là hệ thống giải trí của chiếc xe sử dụng là hệ thống giải trí loa bâu. Bên trong đây là với những phần con ốc bản lề và chất lượng từ những con ốc đinh tán. Hệ thống bậc lên xuống, ghế ngồi chỉnh điện. Với bản này thì nó sẽ không trang bị ghế nhiều ghế hai vị trí anh chị nhé. Mà chỉ có bản cao cấp hơn nó sẽ trang bị thôi. Phanh tay điện tử auto hold nó vẫn mang lại đầy đủ cho anh chị và các bạn. Các chế độ lái sport, rồi là eco, điều hòa tự động, để lộ start stop, màn hình giải trí có tích hợp map, rồi là hệ thống cam. Đây là hệ thống vô lăng của chiếc xe vẫn set đầy đủ,
tăng chỉnh âm lượng đàm thoại này, rồi set cruise này, phía sau thì có đèn auto, gạt mưa auto, cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số an toàn, phanh tay điện tử, có trang bị iStop, rồi là hệ thống cảm biến, tắt cảm biến trước sau. Và hai phần cột của chiếc xe là cột A đều có trang bị loa bên cạnh. Với cái khối động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng khối động cơ máy 2.0 nên cái khả năng vận hành đường trường cũng như là trong phố cũng rất là tiết kiệm. Xe sử dụng khối động cơ Skyactiv Technology, cho anh chị và các bạn cái vận hành của chiếc xe rất là tuyệt vời. Và với chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Luxury sản xuất năm 2021 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ với 720 triệu. Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.